ta gặp mình khổ ta nói thôi tu đi. Nó có hai cách, nó có hai cái nguyên do người ta nói. Có những người ta chỉ nói tu đi, nhưng mà ta nói để khuyên mình cho qua chuyện, chứ hoàn toàn không biết tu là gì hết. Mà thử mình hỏi vậy, chị chỉ tôi tu đi, đến chùa hỏi. Thật sự là cuộc sống này, ví dụ như người ta gặp mình buồn đi, ta nói thôi kệ bỏ qua đi chị ơi. Mà thiệt sự ta nói chi, cho nó qua chuông thôi, chứ người ta không có cái phương pháp nào giúp cho mình quán để mình vượt hết. Cho nên ai gặp cũng kêu tu hết á, gặp người nào cũng kêu tu hết á, mà không biết mình tu được nhiêu hay là mình đã tu chưa. Nhưng mà thôi thì cũng nhận như là một cái thiện chí, thấy mình khổ thì nó thôi tu đi, đúng không? Nhưng mà bây giờ chữ tu là gì? Là mình chỉnh sửa. Nhưng mà sở dĩ mình sửa chưa, mình khổ là tại vì mình chưa chỉnh sửa được cách nhìn của mình, cách hiểu của mình, cho nên mình khổ. Ví dụ như mình ở Việt Nam mới sang, rồi mình giờ sống chung với người rể hoặc người dâu hoặc ai có con ruột mình, mà mình thấy sao nó không có giống như mình tưởng tượng, mình khổ. Là vì mình nghĩ rằng qua tới đây là con nó phải lo cho mình mọi thứ sáng chiều như ngày xưa ở Việt Nam, hoặc là dâu phải ra dâu, rể phải ra rể. Đúng rồi, mình bắt là dâu phải ra dâu, mà mình muốn là dâu Việt Nam, rể phải ra rể là rể của Việt Nam. Nhưng mà mình đâu có biết ở đây nó rể Tây. Thí dụ mình muốn là rễ cây đào, rễ cây mai, mà mình quên rằng có những rễ tre, phải không? Rễ phải ra rễ thì dâu sẽ ra dâu, thì nó cũng ra vậy, nhưng mà nó không đúng ra theo cái kiểu của mình, cho mình buồn khổ và chỉnh lại cách nhìn đi, phải không? Thôi qua tới xứ này rồi ai cũng cực khổ giống nhau, mình còn khỏe, mình làm được gì mình làm, mình sống nhẹ nhàng cho con cái nó dễ thở. Chính cái đó vậy cái phải khỏe mình không? Mà khỏe mình là tu chưa? Tu. Mình khổ là tại vì mình cứ dính vào cái mình muốn. Chỉ cần mình chỉnh cái cách mình muốn là nó khỏe. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Nhiều lúc á mình đi đậu xe. Mình đậu xe cái mình quẹo vô bằng cách là mình quẹo thẳng hoặc là mình lui xe. Mà mình không có khéo đó, cái mình đậu cái xe nó hơi méo, có khi mình sát với cái xe kia, hoặc là do cái người kia họ đậu sát mình, rồi giờ mình vô đúng cái mình cũng bị sát. Nhưng nếu như mình bước ra khỏi xe mà mình thấy rằng, hoặc là mình ngồi trong xe mình nhìn và mình thấy rằng mình đậu kiểu này nè, một lát thế nào, một là mình quẹt người ta, hai là người ta quẹt mình, thôi mình chịu khó mình lái ra lại, chỉnh cái xe nhích qua đây một chút, làm sao đủ cái không gian cho cả hai bên. Thiện lát nữa mình không phiền não bởi người ta quẹt xe mình, hoặc do mình sơ ý mình quẹt xe người ta. Quý vị hiểu ý được và nói ha. Cũng như thế, tu là mình chỉnh vậy đó. Khi mình thấy là mình chỉ cần mình chỉnh lại cái nhìn của mình, cách nghĩ của mình là sẽ khác liền. Ai mà lái xe chở Pháp Hòa đi đâu mà những lúc trường hợp vậy là trong đầu Pháp Hòa nghĩ ra pháp tu liền, mình tu cũng y hệt vậy. Nếu mình không tự chỉnh mình, thiện lát thế nào ta cũng quẹt mình, tại vì ta chưa chỉnh được người ta. Mà người ta quẹt mình cái mình phiền, mình khổ, thôi mình tự mình chỉnh cái xe mình đi, để lát khỏi ai phiền, mà mình khỏi làm mình bực bội. Nhiều khi ta quẹt mình xong rồi ta hit and run, nghĩa là ta quẹt xong ta đi, mình ra thấy xe mình trầy cái mình bực. Nhưng mà hồi nãy mình còn tức nữa, hồi nãy tôi cũng nghi rồi, thế nào xe này cũng đụng tôi, đáng nghi tại sao không làm, có không? Chuyện đó nó xảy ra hoài. Nhưng mà tại cái tật của mình là không bao giờ chỉnh sửa được cái đó. Tu cũng có khó, tu là mình chỉnh cách nhìn, cách nghĩ của mình, sửa cái cách nhìn của mình lại là mình nhẹ nhàng liền. Ví dụ như hôm qua mình đi chùa, mình nghĩ rằng vô trong đây rồi là giữ khóa tu rồi, ông bà nào cũng tu hết, tại vì mình mang tâm trạng người tu mà. Trời ơi, tới hồi vô rồi sao khiều quẹt tôi nhiều quá, tôi biến ngày tu tôi thành ở tù, tôi phiền não vô cùng, không lẽ giờ tôi đứng dậy tôi đi về liền. Bây giờ mình suy nghĩ đi,
Tại sao mình phải vô đây? Nếu ai cũng perfect, good hết thì người ta thành thánh, ta đâu vô đây làm chi? Đúng không? Cái thứ hai nữa là mình vô đây mình tốt, nhưng nếu mình đã tốt thì mình ráng tập tu cho tốt để mình ảnh hưởng những người mình gọi là chưa tốt. Nếu mà các vị mà chứng đạo mà lên non núi ở hết rồi, bỏ chúng sanh bơ vơ này với ai? Phải không? Cho nên cái hạnh của Bồ Tát là gì? Thấy chúng sanh còn khổ, cho nên mình mới mang cái an lạc đến cho mọi người. Chứ nếu như mình an lạc không, mình tự hưởng phần mình thì nó nhẹ rồi. Nhưng mà vì mình thấy còn nhiều người họ chưa thuần, cho nên mình ráng sống thuần. Ví dụ người ta vô trong chánh điện, người ta ồn, mình đừng ồn theo. Mình ngồi, mình niệm Phật, mình ngồi thiền, tự động một chút xíu sau, người mình ta có cái nhìn là ta cảm liền là, ồ thôi mình đừng nói nhỏ nhỏ, con chị đang ngồi thiền niệm Phật. Thấy không? Người ta chưa nín được nhưng mà ta chỉnh xuống rồi đó. Ta chỉnh cái âm ta xuống nhẹ nhỏ một chút rồi đó. Rồi ta nói chừng 50 phút sau có hết chuyện đó, ta nín cho người ta niệm Phật. Rồi hai người nín, ba người nín, từ đó nó cứ thành ra cái đạo tràng. Cái đạo tràng nó có là do cái đạo tâm. Nếu mà ai đạo tâm cũng không vững là không bao giờ có đạo tràng. Sở dĩ đạo tràng mà nó vẫn còn tồn tại là vì đạo tâm kiên cố. Cho nên thưa đại chúng, đạo tràng là một hiện tượng, những cái nhìn, những cái quy tụ, những cái kết quả của những người sống có đạo tâm. Cho nên cũng như thế, khi mình khổ là vì mình chưa chỉnh được cái cách nhìn quán của mình. Và khi mình quán được rồi thì đâu phải có mình khổ đâu. Chúng sanh xung quanh mình khổ đủ kiểu. Thầy tu có khổ không? Khổ. Thầy tu cũng khổ nữa. Nếu mà thầy tu đó mà là trụ trì thì khổ hơn ông ở trong chùa làm chúng. Ông ở trong chùa làm chúng bất quá ông nấu cơm, dọn dẹp, cũng làm việc thôi. Nhưng mà ông suy nghĩ, ai đi ai ở không lo, và ông trụ trì cũng lo đó. Rồi người nào quẹt khiều nhau rồi mét với ổng rồi ổng cũng phải đi tìm cách ổng chữa hết để ông dán là cũng có cái khổ của ông trụ trì chứ. Ngày nào còn ra lăng xả làm việc là ngày đó còn đụng chạm, còn phải suy nghĩ. Cho nên khi mình khổ mà ta nói tu đi, không có biểu mình là phải cạo đầu mặc áo gì hết. Cái sâu sắc là sửa cái cách nhìn của mình, chỉnh cái cách suy nghĩ của mình đi. Rồi nhiều khi mình phải quán câu nữa, so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Cái vũ trụ này nó mênh mông vô cùng, mà có nỗi khổ của mình là gì đâu. Hỏi khổ gì? Em tôi gạt tôi 5,000. Trời ơi, có người bị gạt 5 triệu nữa kìa. Như bây giờ hỏi, thà nó gạt tiền tôi, đừng gạt tình tôi. Đủ kiểu hết. Thật ra cuộc sống này nếu mà nói khổ, ai cũng khổ hết trơn á. Ví dụ sáng mà em muốn ngủ nữa mà tới giờ em phải lên. So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chứ. Rồi bây giờ quý vị nhìn nè, mình có muốn đời mình nhẹ không? Muốn không? Chữ nhẹ viết làm sao? Nhờ e nhe nặng nhẹ. Trong cái nhẹ vẫn có dấu nặng mà. Thấy không? Mình muốn mình có sắc không? Sắc là đẹp đó, muốn không? Vậy thì trong chữ xấu nó có dấu gì? Sắc. Xấu cỡ nào cũng còn chút sắc chưa? Có xấu mãi mãi đâu mà lo. Nếu mà người xấu mà không có ai ngó hết là ế hết sao? Người ta xấu điểm này mà ta còn có sắc điểm khác. Cho nên trong chữ xấu vẫn có sắc, trong chữ nhẹ vẫn có dấu nặng. Nhẹ chưa? Kính xin thầy chỉ dạy làm cách nào và nói như thế nào để con gái của con có một sự gắn bó và hiểu nhau hơn. Mình nói chuyện với con
thì là mình sống với con rồi. Thì khi mình muốn gắn bó, muốn làm gì với người thân thì cái quan trọng nhất là cái hiểu. Mình làm sao cho mình hiểu được người khác và người khác cũng hiểu mình thì tình thương nó có mặt. Cái này nó không có ai chỉ cho mình được hết, bởi vì mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình đều biết của nhau. Cái câu này tiếng Việt thường hay nói, đèn nhà ai nấy sáng, trán nhà ai nấy xỉ. Không có, bây giờ mình phải hiểu thì mình mới có thể thương được. Và ngay cả khi con của mình, năm đứa là năm tánh tình khác nhau, cái ăn nó không giống thì làm sao cái tánh nó giống được, phải không? Thành thử ra phải học hiểu, và mình phải nói cách nào để cho con mình có thể cảm nhận được tình thương của mình. Có đôi lúc đó mình có quyền, có lực, nhưng mà đừng có xài cái quyền lực, đừng có dùng cái quyền lực đó, thì nhiều lúc cái quyền lực đó nó không có work. Không có phải riêng con cái mình đâu, ngay mình đi vô hãng cũng vậy. Người có quyền mà không sử dụng quyền thì người đó mới toàn quyền, phải không? Còn người nào mà sử dụng quyền của mình là người ta sẽ cho mình, anh chỉ có quyền bao nhiêu thôi. Nó lạ vậy đó. Tại vì sao? Vì cái đức nó bao phủ. Phong vào ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ á, mình làm một cái người có chức gì trong đó đi, nhưng mình luôn luôn mình lân mẫn, mình nhẹ nhàng. Đôi lúc người ta mình nói cái gì người ta cũng nghe, mình nhờ cái gì người ta cũng làm. Còn nếu như mà mình mà không đúng á, ta nói xin lỗi, anh chỉ có quyền biểu tôi làm việc đó thôi, còn những cái đó anh không có quyền. Thấy không? Thành thử mình không sử dụng quyền thì mình mới toàn quyền. Còn mình sử dụng một quyền nào rồi thì quyền đó chỉ là một. Mình cũng thế, trong cuộc sống của mình cũng vậy. Xin thầy từ bi dạy con làm sao để hoàn toàn tha thứ cho người để mình không còn đau khổ nữa. Như nãy mình nói chuyện vậy đó. Đó. Nói là hoàn toàn tha thứ thì khó. Mình phải đợi tới hoàn toàn tha thứ chứ. Tha thứ từng phần đi. Tha thứ từng ngày đi. Thôi bây giờ mình dám nói tôi chưa thể nói tôi tha thứ nó trọn đời. Thời giờ hôm nay sáng ra mình nói như nè. Hôm nay là ngày mới. Tôi nguyện tha thứ mọi người trong một ngày. Thử ngày thôi. Rồi ngày mai mình thêm ngày nữa. Thì suốt cả đời mình mà mình không thấy nặng nề gì hết. Biểu là hoàn toàn tha là khó đó. Quý vị biết tu bát quan trai không? Tu bát quan trai mấy tiếng? Có 24 tiếng à. Sau 24 giờ là mình đi xả giới, nhận cái giới xuất gia đó tu 24 tiếng thôi. Sau 24 giờ xả. Cho nên á, thưa đại chúng, mình không có sống trọn, mình không có bao giờ mình bảo đảm mình sống trọn đời đâu, mà mình ôm cái giận trọn kiếp, phải không? Mình chỉ có thể nói mình sống mỗi ngày, mà chưa chắc mình hết được ngày đó nữa đó, chưa chắc mình được ngày đó nữa đó. Nhiều khi vừa ăn nửa bữa cơm là mình đã đi rồi, thành thử ra không có cái gì bảo đảm. Thì bây giờ cái mình, nếu mình chưa tha thứ được hoàn toàn thì mình tập tha thứ từng phần, và thậm chí tha thứ từng ngày vậy thôi. Chứ bây giờ nếu là toàn thì chưa. Cho nên như chúng ta đây có dám nói mình là người toàn giác không? Mình là gì giác? Hốt giác. Chữ hốt này là có khi khi tỉnh khi mê thì gọi là hốt giác hốt mê. Đừng có hiểu lầm chữ hốt là gom theo kiểu Việt Nam. Nghe hốt thì khoái. Ở đâu để cho tôi hốt. Hốt giác hốt mê là lúc tỉnh lúc mê. Hay là phần giác, nghĩa là khổ chỗ nào thì giác chỗ đó. Nhưng mà thật sự khi khổ cái đó, giác cái đó là luôn không? Hay vài ngày sau cái quên rồi tiếp tục? Tiếp tục. Tôi sợ làm quen, tôi sợ tình cảm lắm rồi. Vậy mà bữa nào người nào tốt tốt cái nào chữa liền. Đây Pháp Hòa mới nhận cái thơ. Con bị tình cảm lường gạt nhiều lần, rồi bây giờ con có một người đang đeo đuổi con, và con đang rất là sợ người đó gạt con. Con muốn thôi, nhưng con cũng suy nghĩ lại, chắc có lẽ sau khi trả nợ cho một số người, chắc giờ phước con sắp tới rồi. Thầy có thể cho con một câu trả lời, con nên tiến tới.
Mới nếu mà con không tiến tới, con sợ con bỏ qua uổng quá. Mà nếu mà Pháp Hòa mà trả lời ờ con thấy được, con làm tới đi. Rồi nếu con tới không được, con chạy về thầy à. Lúc nào mình cũng có cái phía sau để mình làm gì, bào với chữa hết. Tại vì sao? Khi mình thương rồi, khi mình thích rồi, là mình tìm cách mình suy nghĩ để mình. Thí dụ như giờ mình thấy cái áo mình thích đi, ở nhà dưới đó chứ, đi ra rồi đó thôi không cần mua đó ra. Nhưng mà nó rẻ quá không mua. Là đi vô cầm xong ờ thôi để mua đi, cái ai cần mình cho. Trời ơi, nói nhiều câu nghe từ bi, nhưng mà thiệt sự là mua cho ai? Cho mình. Nhưng mà mình nghĩ vậy đó. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta có những cái nhỏ nhặt mà bình thường nó xảy ra trong cuộc sống. Có đôi lúc đó, bác sĩ cử mình ăn món đó mà thèm quá chịu nổi rồi, ok ăn miếng thì chắc không sao đâu ha. Nhưng mà mình đâu có biết nhiều lúc chỉ một miếng đó thì nó lại có sao, phải không? Cho nên mình là ngay khi mình giác rồi đó, cũng chưa chắc là mình giữ cái giác đó dài lâu nữa đó. Cho nên á, đừng có bao giờ nghĩ những người thất tình đi tu. Tại vì những người thất tình mà đi tu, mai mốt họ có tình lại họ không tu. Thất là mất, chữ thất là mất. Thất tình là mất cái tình cảm, mất của người yêu. Thất nghiệp là không có việc làm. Rồi họ cũng đang đi kiếm việc làm chứ, đâu có ai thất nghiệp mà ngồi luôn đâu. Chỉ khi nào hưu thôi mới không kiếm việc nữa. Còn thất nghiệp là phải đi kiếm việc khác. Cho nên mấy anh thất tình á, ảnh thất cái này mà ảnh đang đi gậy cái khác nữa. Không bảo đảm đâu, chứ đừng nghĩ người tu thất tình mới đi tu. Hồi đó có người viết giấy vô hỏi một thầy vậy đó. Được thắc mắc, tôi được biết ông đi tu hồi còn nhỏ. Tôi thắc mắc ông đi tu từ còn nhỏ, tại vì sao mà ông cắt ái ly ra? Phải vì chăng ông buồn khổ mẹ cha hay chán đời vì cuộc đời thất bại? Ví dụ vậy. Con lận qua kể đại chúng nghe, có cô đó cô gặp cô nói, thầy đi tu thiệt hả thầy? Đi tu có giả hả? Nửa ngày sau cũng viết cái số phone, cũng nhét vô tay của anh. Số phone con nè thầy giữ đi, khi nào đổi ý kiếm con. Đừng bắt chước nghe. Tiếng Mỹ nó có cái câu là forgive là forget. Mà trước khi mình forgive là mình phải forget. Nhưng mà ở đời nó khổ một cái vậy nè. If you do something good, nobody remember. If you do something bad, nobody forget. Mình làm việc gì mà tốt ít ai nhớ lắm. Mà mình thử mình xấu một chút coi, người ta nhớ cả đời. Đó là cái tập nghiệp của chúng sanh. Làm sao giảm bớt những lo âu buồn phiền khi đi ngủ? Con có biết tập hít thở nhưng vẫn len lỏi trong tâm trí con, dẫn tới giấc ngủ không sâu. Với số lượng công việc của thầy nhiều như vậy, xin thầy chia sẻ vài kinh nghiệm của thầy. Cái kinh nghiệm của Pháp Hòa đó là mình thực tập cái bài kệ tới giờ ngủ bớt âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho. Đã có cái bài kệ đi ngồi thiền, vào thiền đường hết âu lo, một ngồi xuống dứt trầm luân. Sau này các thầy mới đùa, các thầy chế lại là vào tới giờ ngủ không âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho. Sở dĩ chúng ta gọi là ngủ nghỉ, chữ nghỉ là dừng, dấu hỏi. Khi chúng ta dừng thì chúng ta sẽ ngủ, mà muốn ngủ là phải nghỉ. Nhưng mà chúng ta thường thường á là ngủ mà không nghỉ. Ta kêu ngủ nghỉ mà. Muốn ngủ là phải nghỉ, nghỉ sự suy tư. Mà chúng ta lên giường nằm rồi thì
chúng ta biến cái dấu hỏi thành dấu ngã là suy nghĩ. Mà khi suy nghĩ nhiều thì không thể nghĩ, không dừng. Dòng suy nghĩ vẫn chuyển, tiếp tục diễn biến thì làm cho chúng ta không ngủ được. Chứ ngủ nghỉ, muốn nghỉ, muốn ngủ là phải nghỉ. Nhưng mà nếu trong ban ngày mà chúng ta làm việc mệt quá đó, thì chúng ta không gọi là ngủ nghỉ, mà chúng ta gọi là gì nghỉ? Nghỉ ngơi. Ngơi là sao? Ngơi là một cái giờ phút nghỉ mà ngắn thôi. Thí dụ làm việc cả ngày, ta nói trời tôi làm việc không ngơi, nghĩa là không có một khoảng dừng. Bây giờ mình làm việc mệt quá, mình ngơi một chút đi, ngồi xuống thở 5-3 phút khỏe làm tí. Ông Trịnh Công Sơn cũng có một bài hát đó. Mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Nghĩa là nói cuộc đời chúng ta đi, đi mãi mà không biết dừng, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Cho ở một cái bài khác ông nói tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi, mỏi quá ngồi xuống đó nghỉ chút rồi đi tiếp. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy, không ai cấm mình phải làm gì, phải suy nghĩ đâu. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng đã đến giờ ngủ thì như giờ sạc pin, chúng ta phải dừng ghim điện vô, đủ 8 tiếng pin nó mới đầy. Còn nếu như mà mình sạc pin mà nửa chừng mình dứt điện ra thì nó cũng có một chút, nhưng mà nó đầy, chưa có pin đầy. Mà sạc kiểu đó pin nó mau hư lắm. Thường thường sạc điện thoại, sạc cái gì là phải sạc đủ đến khi nó đầy. Chứ mình sạc nửa chừng lấy ra lấy vô, trừ trường hợp gấp thôi. Còn nếu không cần thiết là để cho nó đầy pin. Còn không thì pin nó bị ảnh hưởng, nó chưa đầy mình lấy nó ra mình sử dụng thì nó mau hư. Thì cũng như vậy, chúng ta phải tập, cái này là phải tập thôi. Chứ còn không có cách nào, mỗi người mình thương mình thì mình phải tập. Pháp Hòa thì ngủ ít, nhưng mà ngủ là không, nằm xuống là không có suy nghĩ, lo lắng gì nữa hết. Vì mình biết là mình có lo không hết nữa. Nhiều lúc cố gắng trả lời một cái thơ ban đêm, tại khuya mới có giờ check mail. Mà nhiều lúc mệt quá trả lời đâu có nổi. Chừng một vài cái mail là đã quá sức rồi. Nhiều lúc đánh máy đánh không nổi nữa. Đánh mà cái đầu mình nó không còn đủ sức, đủ sáng để mình trả lời câu hỏi đó. Thì mình biết là mình có ráng nữa thì cũng vô dụng. Cho nên thôi dừng đi ngủ. Hãy ngủ chừng một chút mà mình dậy thì một tiếng, hai tiếng mình vẫn đủ khả năng mình làm việc. Cho nên cái này là do mình tập. Bạch Thầy, con hỏi trong kinh có từ nhất xuyển đề. Thầy giảng thế nào gọi là thiện pháp của nhất xuyển đề, ác pháp? Thưa đại chúng, chữ xuyển là chữ xiển mới đúng. Thật ra thì xuyển hay là xiển nó cũng không sao, vì nó chữ phiên âm từ tiếng Phạn thôi. Mình không thể dịch nhất là gì, xiển là gì, đề là gì, vì nó là chữ phiên âm. Giống như mình không thể dịch chữ Mã Lai Á, vì nó là phiên âm từ chữ Malaysia. Không, thì không thể dịch đó. Mã là con ngựa, Lai là nó giống giống, Á là câm. Không, không thể dịch như vậy được. Chữ Mã Lai Á là tiếng phiên âm. Không, thành thử không thể, giống như chữ Mulagana mình âm lại là Mục Kiền Liên, thì không thể dịch mục là mắt. Ông Kiền là chắc, Liên là hoa sen. Ông tôn giả này có mắt chắc như bông sen. Cái đó không dịch như vậy được. Rồi có nhiều người giảng chữ Vu Lan Bồn cũng vậy. Vu Lan là mùa báo hiếu, cứu người treo ngược. Bồn là cái chậu, đến cái mùa đó là phải đem vật thực bỏ vào cái chậu cúng chữ Vu Lan Bồn. Không được, mình giải như vậy là tội nghiệp cho Phật học. Chữ Vu Lan Bồn là phiên âm từ tiếng Phạn là Ulambana, mà chúng ta âm lại là Vu Lan Bồn. Nguyên chữ đó nghĩa là cứu người bị treo ngược, chứ không thể tách chữ ra mà giảng. Thì chữ nhất xiển đề cũng vậy, là một tiếng phiên âm mà người Trung Hoa dịch nghĩa nó là gì? Bất tín, nghĩa là không có niềm tin. Có khi được dịch nghĩa là tính bất cụ,
nghĩa là tin chưa đầy đủ, tin mà còn nghi ngờ. Trong kinh đó, trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, chữ nhất xiển đề đó đưa ra 10 nghĩa: không có niềm tin, không tin nhân, không tin quả, không tin tội phước, không tin những giáo pháp, vân vân. Thì nói chung là người nào không có niềm tin và bán bổ, chẳng những không tin mà còn bán bổ nữa, cái đó là nhất xiển đề. Cuộc đời này còn người đó không? Nhiều lắm, phải không? Thấy người ta làm thiện, chẳng những không làm theo mà còn phỉ báng điều thiện của người đó, thì người đó là không còn cứu chữa. Tuy nhiên, với tinh thần của đạo Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Sở dĩ người đó tính bất cụ hay là bất tính là tại vì cuộc đời họ chưa có gặp cảnh khổ, và đôi khi khổ vẫn chưa tỉnh. Vì sao? Vì họ cứng cỏi, can cường. Đến một lúc nào cuộc đời này bầm dập khổ đau, tự họ có ý thức. Vì vậy cho nên á, trong kinh mới có câu á, ở trên đời này á, có hai cái pháp trắng mà tất cả chúng sanh cần có. Thưa đại chúng, khi mình đọc kinh á, mình phải nghe từ pháp trắng, pháp đen. Pháp trắng là tượng trưng cho những gì thánh thiện giúp chúng ta tiến tu. Pháp đen là những gì làm cho ta phiền não khổ đau. Vì hai pháp trắng của con người là gì? Một là tàm, hai là quý. Thế nào là tàm? Là tự mình xấu hổ với mình. Thế nào gọi là quý? Nghĩa là mình xấu hổ với người. Và người xưa đã định nghĩa câu này rất gọn và dễ nhớ: tàm tự quý tha. Tàm tự là tự mình tàm, tự mình xấu hổ. Quý tha là hổ với người, tha là người, tự là mình. Tàm tự quý tha. Thì người nào có được cái tàm quý là người đó sẽ dần giảm đi cái nhất xiển đề và giảm đi cái điều bất tính nơi họ. Cho nên đó, đối với nhất xiển đề, mình chỉ nhận họ như là một người đang cứng cỏi can cường vậy thôi, chứ mình không dám khinh họ. Vì Đức Phật đã xác định tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thưa đại chúng, ngay chúng ta cũng thế thôi. Nếu mà cuộc đời chúng ta không gặp những khổ đau, chắc gì mình đã tu tới bây giờ. Mà thậm chí bây giờ, ngay bây giờ mình là Phật tử nè, mà khi mình mà gặp cảnh mình đang lâm vào cảnh khổ, là thời kinh mình nó có khác đó, tha thiết hơn, tụng lâu hơn. Mà mình mà bớt khổ rồi là mình sao? Tụng cầm chừng, tụng lấy có. Và nếu mình khổ một cái nữa, lên trả giá với Phật liền: Phật phù hộ con qua cõi kỳ này, con ăn chay 3 tháng, con cúng dường, con bố thí, con làm gì đó đều có giá cả. Đó là mình nói như vậy để mình thấy rằng nếu mình nhìn kỹ, mình là một Phật tử, không? Gọi là biết học Phật thuần thành đi. Nhưng cái tâm phàm mình nó vẫn còn len lỏi, cái tâm chúng sanh mình nó cũng chen chút đâu trong đó. Cho nên đừng có phiền muộn quá. Khi cõi đời này chúng ta nhìn còn xung quanh đâu đó những người chưa dễ thương, đôi khi mình cũng trở thành người không dễ thương với người khác mà mình không hay đó chứ, mình không biết đó chứ, mình cứ nghĩ mình là người dễ thương, phải không? Nhưng mà mình đâu có biết rằng người khác cũng, mình cũng trở thành người không dễ thương của người khác. Trời, này tu tiến. Rồi, nhất xiển đề ha. Nhất xiển đề á, à, để Pháp Hòa nhắc chữ này. Quý vị nhớ là chữ nhất xiển đề và chữ xiển đề nó khác nha. Chữ xiển đề là tên của một nhân vật, đó bà đó là dì của ngài Sa Nặc. Quý vị nhớ Sa Nặc không? Sa Nặc là người hầu của Đức Phật đó. Thì bà này là dì ruột của ngài Sa Nặc, cũng đi tu. Nhưng mà khi đi vào tu rồi đó, thời gian sau thì bà này phạm trọng giới, cho nên bị tăng đoàn gọi là mặt tẩn, tức là tẩn xuất, tức là mời bà ra khỏi. Thì bà có tên trong lịch sử, tên là Xiển Đề.
Còn nhất xiển đề là chỉ cho một tâm trạng của con người không còn niềm tin với bất cứ cái gì và phỉ báng. Nhưng mà thường thì những người này là bây giờ khi họ đã bất tín, tín bất cụ, phỉ báng rồi thì giống như là họ không còn cách nào để cứu. Nhưng mà trong Phật Pháp thì những người đó họ vẫn còn một chút gì ở trong tâm thức họ, đến phải đủ nhân, đủ duyên, đủ chín mùi thì cái đó nó mới có thể xuất hiện được. Kính chúc Thầy sức khỏe, xin Thầy quan hỷ giải nghĩa cho chúng con biết ý nghĩa của chữ Án Mani Bát Di Hồng. Câu này đi bắt ma. Thưa đại chúng, mà chữ Án Mani Bát Di Hồng á, là cái chữ phiên âm từ tiếng Phạn là Om Mani Padme Hum. Đây là một câu linh chú sáu chữ, thường gọi là lục tự đại minh. Lục là sáu, tự là chữ, đại minh là ánh sáng lớn. Đây là sáu chữ mà tỏa ra ánh sáng lớn của Đức Quan Âm. Ai hành trì câu chú này thì lâu ngày cũng đưa tới sự định tâm. Chữ án á, theo tiếng dịch á, gọi là quy mạng. Án nghĩa là quy mạng, nhưng mà đồng thời nó còn là một dẫn âm của các bài thần chú. Thí dụ mình tụng án bệ sắc thệ, án a na lệ, án tất điện đô mạng, án chiếc lệ chủ lệ, thì chữ án là một câu dẫn âm. Cũng giống như mình hò vậy đó. Trước khi mình hò đó, hò dẫn âm đó. Đố ăn con gì trên đầu nó đội nón đỏ, mình thì tựa nhỏ bắp chân, áo chàng qua gấm đắt tiền hò. Vậy đó, vẫn ăn. Áo chàng qua gấm đắt tiền, ban ngày nhiều giờ tối ở riêng một mình. Rồi cái anh mà anh nghe hò đố ảnh vậy, đố anh con gì mình trên đầu nó đội nón đỏ, à con gà. Thì cái người kia họ đáp là cũng vậy, hò con gà trên đầu nó đội nón đỏ, mình gà tựa nhỏ bắp chân, áo gà qua gấm đắt tiền, ban ngày 2-3 giờ hò, ban ngày 2-3 giờ tôi ở riêng một mình. Chữ án là quy mạng, chữ mani là một viên ngọc quý. Mà ngọc này nó có đủ khả năng, nó lấm tất cả mọi cái cặn bã. Thí dụ như một ly nước đang đục, thả cái mani đó vô là nó lắng lại, được dịch là ly cấu. Cho nên mình mới có Nam Mô Ly Cấu Địa đó, Bồ Tát. Án là dẫn âm, mani là làm ngọc, mà ngọc này là tượng trưng cho tâm. Bát mi hay là bát di đó là tượng trưng cho hoa sen. Như vậy thì hoa sen là tượng trưng cho cái thức, cái tâm thức của mình. Mani là tượng trưng cho cái tâm bồ đề của mình. Chữ hồng nghĩa là gì? Hồng nghĩa là lòng từ rộng lớn. Hồng nghĩa là một cái sự thành tựu. Khi mình thành tựu được tâm bồ đề trong sáng để lìa tất cả mọi ly cấu, gọi là án mani bát di hồng. Chứ khi mình đọc cái câu lên đó là để muốn nhắc mình sống với tâm bồ đề trong sáng. Tiếng Phạn là Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Thì có một bà cụ đó, bà tụng án mani bát mi bèo. Án mani bát mi bèo. Ông thầy cũng nghe bà tụng án mani bát mi bèo, ông tới nói trời ơi bà tụng trật rồi.
Người ta là Hùng mà sao bà Tụng béo? Hùng béo, bà kia án mà đi bắt kia Hùng. Ông bà cụ Tụng án mà đi bắt kia béo. Ông thầy đi ngang thấy cái nhà bà này tỏa ánh sáng, thì nghĩ rằng trong nhà này phải có một cao nhân tu hành. Ai ngờ đâu bước vô nhà chỉ thấy bà già ngồi lần chuỗi án mani bác di bèo. Thì ông này mới nói: trời ơi bà tụng trật rồi, cái câu là án mani bác di hồng di hùng á. Bà ông nói xong rồi bà già đau khổ tu mấy chục năm, niệm mấy chục năm, ai nhờ mình niệm trật. Thì khi mình niệm trật như vậy bà buồn, cái bà niệm đúng trở lại. Ông thầy đi ra khỏi cái nhà đó, quay trở lại thì thấy cái nhà đó mất ánh sáng. Ông già thấy cái thầy thấy cái lỗi của mình. Hùm hay beo gì không quan trọng, mà quan trọng tâm bả thành. Mấy chục năm nay bả thành tâm, bả tụng beo vẫn phát ánh sáng. Mình nó đâu chen vô nói hùm. Làm cho bà này động tâm mất ánh sáng. Ông quay trở lại: tôi xin lỗi bà, hồi nãy tôi đùa với bà đó, bà tụng hùm à, bà tụng beo mới đúng, thôi bà tiếp tục trở lại beo đi. Câu này Pháp Hòa cũng để trở lại tất cả những câu hỏi nào của quý vị thắc mắc là những từ phiên âm từ tiếng Phạn. Án lam hay là úng lam cũng giống nhau, bởi vì từ chữ Phạn úng ram. Úng ram thì mình đọc, có người đọc là án lam, có người đọc là úng lam. Chữ sa ha có khi đọc là tóa ha, xóa ha, ta bà ha, té bà ho gì. Quý vị biết cái bài, quý vị biết cái bài chú Thánh Vô Lượng Quyết Định Quang Minh Chân Ngôn. Cái bài chú đó đó hồi xưa đó nha, là không có đọc như bây giờ mình tụng đâu. Bây giờ mình tụng là án nại ma ba cát ngõ đế a ba ra mật đạp a u rị a nạp tô tức đệ thiệt chất đạp điệp ta ra tể giả bát tháp cà đặc giả a ra đế. Ở trong 10 bài chú lúc tụng Lăng Nghiêm á, mà cái bài đó là xưa không tụng vậy, ngày xưa tụng phiên âm của người Tàu: án nại mô bô cót ngò ti o o lai mì thang tô mì ti chim chìm thang điệp tô lao tò nhe thác tháp kia thạch gia thang giúp thang gió. Rồi cái câu cuối cùng là tô bọt kho. Hồi xưa ta đọc vậy. Nhưng mà giờ tô bò ho, tó bò ho. Thì nó cũng là chữ phiên, phiên âm. Cho nên án lam, úng ram gì cũng là chữ phiên âm. Thế là ngay mình tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Có chỗ là Tâm Đà Ra Ni. Thế mình sẽ thắc mắc, ủa tụng Tâm Đà La Ni đúng hay là Đà Ra Ni đúng? Nó là chữ phiên âm. Nhưng nếu cho mình chọn thì mình chọn Đà Ra Ni, nó sẽ gần chữ Phạn hơn. Tại vì chữ Phạn là Đà Ra Ni, thì mình đọc lại là Đà Ra Ni, nó gần hơn là chữ Đà La Ni. Được hết, không sao hết. Thì Pháp Hòa kể thêm chút vậy để đại lỡ ai có thắc mắc cái chuyện là tụng câu nào mới đúng. Thật sự mình tụng câu nào Phật cũng ngồi trân Phật chịu, nó I don't know what you say. It's not my language. Nhiều khi con làm việc sai, như là quên đưa tiền phước xương cho chùa. Rồi, ai mà thành thật dữ vậy. Con cảm thấy hối tiếc ăn năn khó chịu, làm sao cho ý nghĩ bình yên. Có gì đâu khó chịu, quên thì đưa lại thôi chứ gì. Đưa quên đưa mà lỡ hà quên thùng rửa đâu đưa em. Ba con thì hiền lành nhưng không biết niệm Phật bao giờ, cũng không quy y Phật, đến lúc chết có được giải thoát không? Thầy hoan hỷ cho con biết chút ít nghe. Biết chút ít nghe. Thưa đại chúng, mình cứ nghĩ là muốn lên cõi cực lạc Tây Phương, muốn giải thoát là phải niệm Phật.
Nó thật sự không phải vậy. Cái chủ đích của đạo Phật là lánh tất cả điều ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Mà xin thưa đại chúng, mình giữ tâm trong sạch có bằng với niệm Phật không? Mục đích niệm Phật là để làm gì? Để lọc cái tâm. Vì tâm mình hay suy nghĩ vớ vẩn, chuyện tầm bậy thì mình phải niệm Phật. Còn người ta không niệm Phật nhưng mà người ta không nghĩ ác, người ta không làm ác, người ta không sống ác, thì người đó giải thoát chưa? Giải thoát rồi. Cho nên ngay bây giờ quý vị cũng cứ, mình cứ nghĩ là người nào tu giống mình vậy đó, áo tràng giống mình, sâu chuỗi giống mình, ăn chay mấy ngày niệm Phật giống mình mới gọi người đó tu. Chưa chắc. Tại vì vô lượng pháp môn tu, mỗi người tu mỗi kiểu. Mình nếu mà mình biết họ có tu hay không á, hãy nhìn vào cách sống của họ, chứ không phải nhìn vô sâu chuỗi bóng hay là không bóng. Sâu chuỗi bóng em thoa dầu em cũng bóng. Cái này mánh của hóa quà đó. Hồi nhỏ mấy thầy mà phát sâu chuỗi gỗ biểu niệm Phật đó nghe, làm biến niệm cái chà em đầu không. Mình niệm Phật rất là nhiều, mình tụng kinh rất là nhiều, nhưng mà cái lời nói của mình phát ra nó có cây cú không? Hay là nó nhẹ nhàng? Người kia không hề biết niệm Phật nhưng mà lời nói họ rất là nhẹ. Ví dụ mình đứng chụp hình, cái người cản nói chị quan hỷ, chị bước qua đây giùm em cho em xin tấm hình. Được rồi, đứng bên kia. Hai câu nói nó khác liền. Và cái câu đứng bên kia là cái câu rất lạ ngoài. Phật tử trong chùa mình không dùng từ đó. À, không phải một việc, Pháp Hoài ví dụ vậy thôi. Rất là nhiều việc trong cuộc sống, thật mình biết cái người đó tu hay không á là cái cách nói chuyện, cách sống của họ, chứ không phải là do những cái hình thức họ có. Một vị xuất gia mà mình, cái lời nói mình không có dễ thương thì nó cũng đi vào cái oai nghi của lời nói. Oai nghi nó có bốn là đi đứng nằm ngồi, nói năng hành xử của mình. Cho nên á, thưa đại chúng, ác nó có hai loại ác nha. Ác tác hay là ác thuyết. Ác tác là việc làm xấu, ác thuyết là lời nói xấu. Ví dụ mình đi đâm bì thọc, thọc bì gạo đó, cái đó là ác thuyết. Còn mình nói, mình hành xử làm cho người ta bị tổn thương là ác tác. Cho nên không khéo là hằng ngày của mình là cứ ác tác, ác thuyết liên tục. Còn nếu về mặt giữ giới của mình đó, hai phần. Một là chỉ trì, hai là tác trì. Chỉ trì là gì? Phải gìn giữ những điều cần làm. Ví dụ như không sát sinh, thí dụ vậy đó, không giết người hại vật đi, nói rõ là không giết người hại vật. Mà không giết người hại vật là chỉ trì. Chữ chỉ là dừng, hãy giữ gìn cái sự dừng không làm, đó là không ăn cắp. Nhưng mà tác trì nghĩa là giữ gìn sự cần làm, đó là bố thí giúp người. Mình không cần nói gì hết, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của mình toàn là giữ giới hết, chỉ trì và tác trì. Cho nên á, người ta thường hay nói giới thể đó. Giới thể là gì? Là cái thể của giới. Mà cái thể của giới là làm gì? Là giúp cho mình định tâm. Mình giữ giới để đưa mình tới chỗ trong sạch. Cái thể của nó là giúp cho mình được trong sạch trong cuộc sống. Vâng, và ví dụ vậy nè, tất cả những luật lệ của chính phủ quy định ra ở đây, mục đích của tất cả luật lệ là để làm gì? Để ngăn ngừa những sự phạm pháp của con người. Giới Phật cũng như thế, đủ tất cả các loại giới gì thì giới nào cũng gom thành là giới thể. Là thể của giới, thể chất của giới là gì? Bản chất của giới là gì? Là ngăn ngừa sự tội ác. Thế thôi. Và trong khi mình tu tập, thỉnh thoảng mình có thể hiện được cái gọi là gì? Giới, giới tướng, là cái tướng của người giữ giới. Cho nên á, ông cụ không phải là không siêu thoát vì không được niệm Phật đâu. Nhưng mà nếu đời sống chúng ta có thêm niệm Phật, có thêm phần tụng kinh, thì sự thanh tịnh thuần khiết của mình nó gấp bội và nó miên mật hơn. Còn chúng ta bình thường tuy không niệm, không làm ác, nhưng cái sự thanh tịnh nó chưa miên mật.
Ví dụ mình tốt rồi, nhưng mà nếu mình được thêm thời kinh nữa thì cái thiện nó tăng trưởng trong mình. Phong Hòa ví dụ vậy nè, bây giờ tôi không đọc kinh, nhưng mà tôi không nói ác cũng được phải không? Nhưng mà nếu bây giờ tôi không làm ác rồi mà tôi thuộc thêm kinh nữa thì trong tâm thức tôi có gì? Thiện. Ai cần tới tôi nói được điều thiện cho nghe. Tôi không thuộc thơ, nhưng tôi thuộc ca dao tục ngữ cũng tốt. Ví dụ thuộc những câu ai ơi hãy ở cho lành, kiếp này không được để dành kiếp sau. Đó là ca dao tục ngữ Việt Nam. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Tôi không có những cái câu nói trong đạo như là mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa đạo như con một nhà. Tôi không nói được câu đó, nhưng tôi nói được cái câu bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Tôi không nói được câu thương nhau như thể thương thầy, ghét nhau như thể ghét thầy trò ơi, nhưng tôi có thể nói được anh em như thể tay chân. Thấy không? Thành nữa tăng được cái điều thiện, nó vẫn lợi cho tâm thức của mình. Là Phật tử chúng con phải nằm ngủ trong tư thế nào? Này sẽ chuyển đề tài rồi. Thật sự ra nó có câu kế: giờ buông thư chúng con nằm ngửa, trong khi chúng con được dạy là nằm theo tư thế của Đức Phật, là nằm nghiêng về bên phải, rất hợp với y lý, vì nằm nghiêng bên phải gan sẽ không đè lên bao tử và bao tử dễ co bóp. Và quý thầy thường dạy nằm ngửa là kiểu nằm của kẻ phàm phu, xin thầy giải đáp cho con rõ. Thưa đại chúng, mà khi chúng ta nằm ngủ á, thì chúng ta nằm nghiêng về bên phải là cái thế của kiết tường. Sở dĩ nó là kiết tường bởi vì chúng ta nằm theo y học và chúng ta không đè cái tim mình. Thì tim nó bị đè vì tim nằm bên trái, mà nếu nằm bên trái thì mình đè tim thì làm cho tim mình co bóp không đều đặn, hay là mình bị dễ bị có những giấc ngủ và nằm những cái ác mộng, cho nên mình nằm bên phải thì vẫn hay hơn. Tuy nhiên cái pháp mà thiền buông thư á, nó là một cái khoảng thiền ngắn để cho chúng ta thư giãn thân thể suy tư, chứ nó không phải là giờ ngủ luôn, phải không? Thành thử ra, nhưng mà hãy thực tập cái pháp thiền đó, đó là một cái hình thức phương tiện để giúp cho chúng ta thư giãn từ thể chất cho đến tinh thần của mình sau một ngày mệt mỏi. Mình có thể thực tập trong vòng 10 phút, 20 phút, nửa tiếng rồi thôi, chứ không có ai ngủ luôn hết trơn á. Mà thí dụ mình nằm ngủ hồi nó mỏi cũng tự nhiên à, phải không? Nhưng mà ở đây nó không phải là bắt mình phải nằm như vậy, nhưng mà vì đó là cái phương pháp thực tập để cho chúng ta thư giãn thể chất tinh thần. Và nếu chúng ta nằm thì chúng ta còn bị vướng bận tay chân là mình đè nó lên đó, đôi khi mình không thoải mái. Vì mình nằm ngửa là mình buông thư, đã nói là buông thư mà, thì toàn thể chân tay của mình thả lỏng ra hết, rồi mình thả lỏng những suy tư để mình trở về với từng hơi thở. Và có thể mình ngủ thiếp đi trong vòng 10 phút, 20 phút, nhưng mà nhờ như vậy sau khi chúng ta tỉnh dậy, chúng ta rất là sảng khoái, rất là tỉnh, có thể đủ khả năng, sức lực để làm việc thêm một ngày. Cho nên đó chỉ là một cách thôi. Ví dụ như nói thiền ngồi, ngồi thiền quý vị tréo chân, lưng thẳng, thả lỏng vai vân vân. Cái đó là một cái pháp thiền ngồi trong vòng 1 giờ, 2 giờ nào đó trong ngày. Nhưng tu hay là thiền không phải chỉ ở cái giờ đó không, mà chúng ta phải thiền trong mọi giây phút. Ăn cũng thiền, nói cũng thiền, đi đứng đều thiền. Nếu cuộc sống chúng ta mà thiếu thiền, nghĩa là thiếu sự định tĩnh, thì khổ đau nó tới tấp. Nói chuyện mà không suy nghĩ kỹ càng, nghĩa là thiếu thiền đó, thì lời nói đó có thể làm cho mình khổ, người thân mình đau khổ. Cho nên thiền không phải là một chỉ thuần là một pháp tu, mà thiền là cách sống. Thiền là cái gì nó bàn bạc trong đời sống hàng ngày của mình. Nếu chúng ta làm việc, hành động, lời nói có ý thức, có chánh niệm, tất cả đều gọi là thiền hết. Nhưng mà cái giờ phút chúng ta ngồi tréo chân đó là giờ phút chúng ta thiền định dễ nhất, bởi vì nó không còn
đi đứng không còn sự động tĩnh nào nữa hết, thì sự tịnh của ta nó dễ hơn. Rồi lấy cái năng lực của thiền trong lúc ngồi đó ứng dụng trong một ngày chúng ta sống, chứ không phải thiền. Cho nên đấy, pháp môn thật sự thiền không là pháp môn gì hết. Thiền là rất bình thường trong cuộc sống, thiền chẳng có tông gì hết. Sở dĩ bây giờ chúng ta gọi là thiền tông cũng là một từ tạm gọi thôi, để cho biết là nơi chốn đó chuyên hướng dẫn chúng ta vậy thôi. Chứ còn đã là thiền thì không tông, không môn, không phái gì hết. Nó là một cách ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thưa Thầy, con thường thấy vong linh có tốt hay không? Hiểu câu hỏi không? Quý vị có hiểu câu hỏi không? Thường thấy vong linh có tốt không? Nếu mà tới giờ chị bình thường là tốt rồi. Thưa, nhiều khi á, mình thấy những người âm nó cũng có hai phần. Một là mình có cái duyên với họ, hai là mình cũng thích cái vụ đó. Có cái duyên là nhiều khi á, mình ở nơi mình có những cái lực nào đó mà cái khả năng đó nó có thể thấy được họ. Ví dụ như trong giờ phút này có thể cũng có mà mình thấy, nhiều người đó họ thấy, tại vì họ có cái năng lực đặc biệt. Bây giờ cái quan trọng là khi mình thấy họ rồi mình làm cái gì? Mình sợ hãi hay là mình bình thường? Nếu mình sợ hãi thì không tốt, vì không có gì sợ hãi. Mình cứ coi họ như là một người bình thường mình thấy. Và nếu như mình có duyên với họ thì mình hãy nên khuyên họ hay là tụng niệm cho họ, sắp tấn họ để họ mau giải thoát, siêu thoát. Chứ còn mình dính mắc vào những cái mình thấy thì không nên. Cho nên không phải là nên hay là không nên, mà cái thái độ của mình đối với họ như thế nào. Vì không phải ai cũng có cái năng lực đó, nếu mình có là một sự đặc biệt. Quý Thầy có dạy khi ngồi thiền hay chỉ ngồi yên tâm không cần suy nghĩ gì cả, có thể nào và làm sao mà tâm mình không nghĩ gì cả được? Dạ thưa, không phải. Ngồi thiền không phải là không suy nghĩ gì hết, mà là ngồi thiền để không suy nghĩ lung tung. Chứ nhất định phải có một cái để mình suy nghĩ. Nếu mình ngồi đó mà không suy nghĩ thì mình là khúc gỗ, mình là robot. Phật giáo không chủ trương cái đó. Mà Đức Phật biết rằng chúng ta thường hay suy nghĩ nhiều thứ cùng một lúc. Vì vậy cho nên Đức Phật chỉ cho mình một cách làm sao việc nào một việc thôi. Thí dụ bây giờ trong khi mình ngồi không lo lắng gì hết, chỉ một việc thôi mà quý thầy thường hay nói mình quán tưởng gì? Hơi thở. Quán tưởng hơi thở, lấy hơi thở làm cái điểm mục để đưa cái tâm mình trở về. Mà nếu mà mình không có quán hơi thở thì mình lại nghĩ cái khác. Tiền bạc, nhà cửa, công ăn, việc làm, mà tất cả những cái đó nó làm mình bấn loạn lên. Và khi mình càng lo lắng hơi thở mình càng hỗn hển, mình càng khổ đau, càng mệt thì hơi thở mình nó không điều hòa. Và hơi thở một khi điều hòa thì sức khỏe mình nó trở lại bình thường. Cho nên điều hòa hơi thở là một phương pháp chữa bệnh từ thân cho tới tâm. Mà tại sao không lấy cái khác mà lấy hơi thở? Bởi vì hơi thở là gần gũi với mình nhất, và hơi thở là thiết thực với mình nhất. Tại mình không còn thở là mình chết, mà không còn thở là không còn gì hết, chứ đừng nói là cái gì hết. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên. Cho thưa đại chúng là hơi thở rất là quan trọng. Trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa xa ở nước Lào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Gần gần như ở Virginia, người ta cũng phải thở ra hít vào. Xa nữa là ở tận Canada, người ta cũng phải hít vào thở ra. Mà xa nữa như ở China, người ta cũng phải thở ra hít vào. Nói chung trong cõi người nào, ai ai cũng phải hít vào thở ra.
Không thở là mình chết. Vậy thì hơi thở rất là quan trọng. Và khi chúng ta trở đưa cái tâm mình trở về với hơi thở được rồi, mình tỉnh được cái tâm rồi, thì những việc khác mình làm nó hay hơn. Pháp Hòa ví dụ, quý vị muốn làm một món pate chay, nhưng bây giờ mình biết làm, thì bữa đó mình ngồi mình suy nghĩ cái gì làm ra mùi, ra màu, ra cái mềm mại như vậy. Suy nghĩ ra được cái công thức làm pate chay là thiền. Trong khi đó tất cả những thứ khác đều vắng bạc hết. Tâm thức mình bây giờ chỉ còn một món thôi, là pate chay. Lấy nấm đông cô, rửa sạch, bỏ vô nồi nước, để ngũ vị hương, năm cái ngôi sao năm cánh đó, nêm nếm chút cho vừa ăn, nấu lên cho nấm đông cô nó mềm và nó rút hết cái nước gia vị đó vào trong nấm. Xong rồi chúng ta lấy tàu hũ trắng, lấy tàu hũ kỳ, phô mai đầu bò với nấm đông cô hỗn hợp xay lại cho nó nhuyễn. Xong để ra bên ngoài, cho thêm chút bơ đậu phộng, đánh đều nó lên, nêm nếm cho vừa ăn. Phải không? Phô mai đầu bò nhiều thì nó béo, và cái màu nấm đông cô làm ra cái màu đen, ngũ vị hương làm ra cái mùi hương vị đó, thì là pate chay. Đó là một thôi, chứ còn pate chay có cả chục công thức khác nhau. Trời, tôi muốn ăn tuna chay, mà không biết tuna chay làm sao. Đậu chickpeas xay chung với lại chicken ham, rồi đem ra trộn mayonnaise vô, nêm nếm có tiêu, sắc dưa leo, bằng hột lựu trộn vô, thì ra món tuna. Thí dụ vậy đó. Pháp Hòa nói ví dụ vậy. Thì thiền không phải là ở trên cái tọa cụ đó, mà khi tâm mình không còn suy nghĩ bất cứ cái gì khác, chỉ một việc đó thôi, thì là thiền. Cho nên mình không phải ngồi thiền để cái tâm mình trống rỗng. Cho nên Ngài Huyền Giác cũng đã rầy mình ở trong một bài kệ, một bài ca chứng đạo của Ngài: ai có niệm và ai người không có niệm. Ngồi mà không có niệm thì cục gỗ khác chi. Con người mình có bao giờ không niệm đâu, nhưng mà mình niệm cái gì? Có những người không niệm gì hết, chỉ niệm tiền thôi. Có không? Có. Hồi nhỏ nè, trời ơi, lì xì chút cái chạy vô góc đếm, đếm xong rồi bỏ, cái 5-3 phút sau chạy vô góc đếm nữa. Từ nhỏ là đã niệm tiền rồi. Vậy thì bản chất tham con người có không? Chủng tử tham có không? Ai dạy nó tham mà tự nó tham? Con nít nó chơi với nhau, nó bị người ta lấy đồ chơi, nó hét lên, nó đánh người ta. Ai dạy nó? Chủng tử sân của nó có sẵn. Vậy thì mình tu là để thấy chủng tử đó, để chuyển cái chủng tử đó. Mình ngồi thiền, mình thiền định để mình thấy cái đó, thấy cái tập nghiệp đó, thấy cái chủng tử đó. Thậm chí bây giờ mình là Phật tử nè, tụng kinh biết tham rất là nhiều, nói dữ rồi lắm, nhưng mà đi chợ mua đồ sale là biết mình còn nhiêu tham rồi. Người ta mà nói bắp đồng trái ngang, lột từng cái vỏ bắp lên coi hột nó làm sao cho đều đặn. Trời ơi, lột hết nguyên cái rổ bắp luôn, mua 2 trái à. Mình muốn biết mình còn phần trăm nhiêu tham là mình coi mấy chuyện đó là thấy hết. Dưa leo mà bán đồng trái của trời ơi, cầm đo cân nhắm. Không có gì tội hết nha, không có gì tội hết. Pháp Hòa chỉ nói để thật sự ra tu ngay giây phút đó hết. Mình chứng đạo ngay giây phút đó hết. Mình làm xong rồi cái trời ơi, mình cũng còn dữ dội vậy hả? Thì mình nhẹ nhàng đó liền. Chuối mà bán phao đó nghe, một nải ta lặt bẻ mấy cái trái nào ra hết, lát còn đâu 2-3 trái dính chùm rồi nè. Chỗ nào mà bán limit mà 6 cái nha, mình mua 6 cái đi ra qua quầy khác tính tiền 6 cái nữa.
trời hay không, một mình tôi mua 24 cuồng đó. Về còn khoe nữa. Không hề tội lỗi gì hết, không có tội gì hết. Nhưng mà mình muốn biết phần trăm căn bản phiền não tham sân si của mình không, còn ngay chỗ đó. Hoặc là bây giờ ví dụ thôi, một người đó họ làm cái gì đó giống mình mà bao nhiêu người xúm xích lại khen họ hơn là bữa trước khen mình, mặc dù mình vẫn cười đó, nhưng mình hãy quán lại cái tâm mình có một chút gì ganh tị trong đó không. Tự mình biết thôi, không cần nói ra, tự mình quán. Thiền là vậy đó, thiền là đủ định lực để thấy tâm mình nó đang diễn hành như thế nào. Đó là thiền, là tu chứ gì đó. Cho nên đạo Phật là gì? Đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Mình đi theo đạo Phật là đi theo con đường tỉnh giác, thấy rõ mọi hành vi, ý niệm của mình trong đời sống hàng ngày, chứ không cần nói cúng kiến, bái lại, tụng niệm gì cả. Còn sự cúng kiến, bái lại, tụng niệm là phương tiện trợ duyên cho mình tu thêm. Vì mình không đủ khả năng đọc được lời đó, thấy được cái đó, chư vị tổ thấy được nói ra hết cho mình, để mình nương theo cái đó thấy mình thôi. Đạo Phật có bao nhiêu môn phái? Có tổng cộng 5 phái. Cái Bang, Nga Mi, Thanh Thành, Võ Đan, Thiếu Lâm Tự. Thưa đạo chúng, Nguyên Thủy Đạo Phật không hề có phái nào hết. Thời Đức Phật còn không có Bắc Tông, Nam Tông, Tiểu Thừa, Đại Thừa, không có tông môn pháp phái gì hết. Chỉ một thôi là Tăng Đoàn. Đức Phật là thầy lãnh đạo cả một tăng đoàn. Sau 100 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn, trong tăng đoàn có những ý kiến dị biệt, cho nên bắt đầu đó tách làm hai. Mà chữ tách làm hai nó cũng không có gì chống bán nhau, chỉ là hai nguồn tư tưởng thôi. Một bên thì muốn giữ y chang không thay đổi, một bên thì muốn cải tiến canh tân để phù hợp với thời đại. Cái cải tiến canh tân để phù hợp với thời đại đi về phương Bắc, cho nên chúng ta gọi là Bắc, và còn gọi là Đại Thừa, còn gọi là Phật giáo phát triển. Còn các vị khác muốn giữ nguyên như vậy thì gọi là Thượng Tọa Bộ, hồi trước gọi là Đại Chúng Bộ, rồi Thượng Tọa Bộ ở phát triển ở phía nam của Ấn Độ, cho nên gọi là Nam Tông. Hai nhánh. Rồi từ cái Phật giáo Đại Chúng đó, Đại Chúng Bộ đó, dần dần về sau, trong nội bộ của Đại Chúng có những người có những tư tưởng khác nữa, cho nên nhảy ra nhánh, nhảy riết thành 20 nhánh. Cho nên chúng ta gọi là 20 bộ phái. Nhưng mà ngày bây giờ tất cả cái đó nó không còn mạnh nữa, không còn phát triển gì nữa hết. Gọn gãy bây giờ trong Phật giáo còn 2 nhánh thôi. Chúng ta thường gọi là Nam Truyền hay là Bắc Truyền. Chúng ta nên tránh hai danh từ gọi là Tiểu Thừa hay Đại Thừa để không gây hiểu lầm với nhau. Nếu mình nói tôi là Đại Thừa thì đôi khi mình có cái khái niệm là tôi lớn hơn anh kia, mà thật sự trong danh từ Đại Thừa và Tiểu Thừa nó cũng không có cái nghĩa đó. Nó không có mang cái tính nghĩa là chê ai hết. Mà Đại Thừa là xe lớn, Tiểu Thừa là xe nhỏ. Xe nhỏ 5 chỗ ngồi, xe lớn 7 chỗ ngồi, thế thôi. Hay là 50 chỗ ngồi, chỉ có cái ý đó, chứ không có cái ý gọi là chê ai nhỏ mà tự xưng mình lớn. Và ngày nay chúng ta nên gọi Nam Truyền và Bắc Truyền để cho dễ dàng là dễ nghe hơn. Và Nam Truyền thì giữ nguyên thủy, cho nên các vị vẫn đi khất thực, vẫn ăn ngày một buổi và vẫn ăn mặn. Chữ ăn mặn đây không nghĩa là các ngài đi tìm ăn, mà các ngài đi khất thực thôi, rồi ai cúng gì các ngài dùng nấy và không đặt vấn đề. Còn Phật giáo phát triển thì chúng ta không còn đi khất thực, mà chúng ta tự chúng ta dựng bếp, chúng ta nấu ăn.
Mà đã là tự dựng bếp nấu ăn thì chọn món ăn nào không tổn hại đến loài vật chúng ta ăn, cho nên chúng ta đề xướng ăn chay. Và trong này với câu hỏi thứ hai là ăn mặn có phạm giới không? Dạ xin thưa, không có giới gì để phạm cả. Phạm giới là khi nào anh giết người, cướp của, làm ác mới phạm giới. Còn cái ăn là anh đi ra đường, anh xin, người ta có cái gì người ta cho cái nấy, anh không hề xúi ai, cũng không vì anh mà người ta giết, người ta cho anh ăn. Cái đó gọi là tam tịnh nhục, là ba món thịt mà chúng ta có thể ăn, không nghe, không thấy, không nghi. Quý vị hiểu ý không? Cho nên ăn mặn có phạm giới. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng vậy nè, mình là Phật tử tại gia còn ăn mặn, không có tội, không sao hết. Rồi mình phát nguyện ăn chay 1 tháng 2 ngày 4 ngày gì đó tùy mình. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày, cái ăn của mình á nên nhẹ nhàng. Ăn những con vật gì mà xã hội người ta đang chấp nhận được. Ví dụ con gà, con vịt. Còn mình tự mình nghĩ ra ăn ốc khỉ mới bổ. Uống máu chim mới tốt. Uống máu rắn mới tốt. Thì cái đó là không nên. Bởi vì xã hội không có chấp nhận. Mà mình đi, mình nghĩ ra những cái cách nó hay hơn để mà bổ dưỡng cho bản thân. Nhưng mà bổ cái gì và dưỡng cái gì? Toàn là dưỡng cái dục, cái sân, cái ác, chứ không bao giờ có cái thiện. Rồi Pháp Hòa ví dụ thứ hai. Thôi thì bây giờ con gì nó chết mình ăn. Mình đi ra chợ đó, tôi lựa con nào sống mà nó nhảy cho dữ. Thì khi mà mình mua cái con vật sống đó về đó, chưa hành động giết nó, nhưng mà cái cách giết đã xâm ra. Bắt nước sôi sẵn nè, kiếm cây dao cho bén sẵn nè, tôi phải chụp cổ nó kiểu nào nè, tôi cắt cổ nó kiểu nào nè, tôi nhúng nước sôi. Ăn một con vật sống là một diễn trình ác ở trong tâm thức của mình. Ngay khi đó là mình đã bồi dưỡng cái tâm thức mình bằng cái ác. Vì vậy cho nên Phật giáo không có khuyến mình phải ăn chay trường mới gọi là tu. Nhưng mình tập ăn chay kỳ. Và nếu còn ăn mặn thì nên ăn những món ăn bình thường thôi. Đừng có quá bất thường. Rồi thì lâu ngày cái tâm tư mình nó cũng bất thường. Hôm nào quý vị nghe lại cái bài Pháp Hòa nói về Thủy Sám Pháp, thì khi Pháp Hòa giảng cái bài đó, nói về cuốn Văn Thủy Sám, thì Pháp Hòa nhận được một cái lá thơ của một Phật tử kể cho Pháp Hòa nghe một câu chuyện rắn báo oán đối với bản thân họ khi họ về Việt Nam. Chỉ vì ăn thịt rắn, uống máu rắn mà khi trở về lại bên này, họ bị một cái bệnh kịch độc ở ngay nơi thân thể của họ. Thì Pháp Hòa nói như vậy đó để cho đại chúng biết là Phật giáo không có bắt mình làm cái gì, nhưng mà mình khuyến khích mình thiện được bao nhiêu là tốt. Xin thầy giảng cho thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Cái câu này muốn biết thì đi về tìm cái bài Pháp Hòa đã giảng rồi, Phật Đản năm ngoái, duy ngã độc tôn. Và chữ ngã ở đây có nhiều cách diễn giảng lắm, nhưng mà cái ở đây muốn nói là gì? Sự tự tại không dính mắc của con người mình. Quý vị thấy trong cuộc sống này nè, các pháp mỗi ngày nó đang xảy ra không? Khen, chê, thương, ghét, hờn, giận, trách, phiền, đủ các pháp xảy ra. Nhưng hôm nào, đối cảnh nào mình ứng xử cảnh đó mà tâm không khổ đau thì gọi là ngã độc tôn. Nghĩa là mình tự tại được với tất cả các pháp đang diễn biến trong cuộc đời này. Vì pháp nào cũng chỉ là tạm. Con xin hỏi thầy, nếu thầy khuyên mọi người ai cũng ăn chay hết và không nên sát sanh, vậy thì những con vật này như heo bò sẽ bị tuyệt chủng? Gì không? Em đâu có nói vậy đâu. Thật sự ra bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Bây giờ Pháp Hòa gặp đại chúng mà nói quý vị ơi, quý vị nên ăn chay trường hết đi. Em nói rỉ rả mỗi tuần được mấy người ăn. Khuyên thiện là khuyên thôi, chứ đâu phải chúng sanh mình dễ nghe đâu. Có phải không? Bây giờ Pháp Hòa nói
gặp đây nè, gặp mấy đứa độc thân nè, mấy đứa thanh niên độc thân nói tu đi con, à, đi theo thầy tu. Dạ dạ, tháng sau nó gửi thiệp cưới rồi. Đâu phải mình khuyên mà người ta làm đâu. Bởi vì sao? Bởi mình cứ phải nhớ rằng chúng sanh phàm phu tánh tình cứng cỏi, cái tập nghiệp của chúng sanh nhiều lắm rồi, chứ không phải là mới đây. Thôi bây giờ đừng nói chi mấy người đời, nói mấy Phật tử gần gũi với mình nè, cũng ăn chay, cũng niệm Phật, cũng tùm lum la đó. Vậy mà đụng chuyện đó thôi đừng sân chị. Không được, không sân nó tưởng tôi hiền. Tôi phải nói một lần cho nó yếu tai. Biết mặt đó. Phật tử thuần thành nó mà khuyên mà còn vậy đó. Tới hồi mà sân lên đó, thầy tới, thầy tới. Không có thầy ba đâu hết. Ủa mà nói vậy đại chúng đồng ý không? Đâu phải khuyên là người ta nghe đâu. Nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy, mình không bao giờ diệt được hết người. Mình cái người ác mình giết được, nhưng mình không có giết được cái pháp ác. Cái sự ác nó tồn tại. Con người ác không thích, giết là xong. Nhưng mà họ chết rồi, đâu phải người khác không ác đâu. Cái pháp ác nó còn. Vậy bây giờ mình dùng thì giờ của mình đi diệt kẻ ác và diệt pháp ác mất thì giờ. Thôi bây giờ mình xiển cái thiện, cứ nói cái thiện, cứ xiển dương cái thiện, thì lâu ngày cái thiện nó phải có mặt và cái ác nó giảm. Nó không hết nhưng mà nó cũng phải giảm. Pháp Hòa thưa, mình không cần dẹp bóng tối, chỉ cần mở ánh sáng đèn thì bóng tối nó tự tan. Cho nên mình không có diệt được hết người cái sự ác trên đời này đâu. Mà con người ác giết nhiêu cho đủ, cuối cùng mình làm chuyện mất thời gian. Cứ lo giết người ác, diệt cái ác mà không lo xiển cái thiện. Mà nếu mình cứ lo xiển cái thiện thì cái thiện nó phải có mặt. Cho nên Pháp Hòa mới nói đại chúng, cái cách tu Pháp Hòa mỗi ngày nó bình thường vậy. Thí dụ như ai làm gì Pháp Hòa nói gì, Pháp Hòa không có nghĩ xa, nghĩ gần vậy thôi. À, người ta nói vậy nghe vậy, mình nghĩ xa mình khổ, mình tự phải khoe nữa chứ. Đừng có tưởng tu không phải dở đâu, nói một tôi hiểu mười á. Nhưng mà hiểu 10 để khổ hay là hiểu 10 để an lạc? Nếu hiểu 10 để khổ, hiểu điều đó để làm gì? Cho nên đơn giản thôi, khách tới thì mình tiếp, khách đi thì mình tiễn, khách chưa tới khỏi chờ. Thưa Thầy, mỗi lần về Việt Nam con đều đi làm từ thiện và mua cá phóng sanh. Nhan nhưng có năm rồi, bạn con nói muốn thả cá phải rước thầy tụng kinh quy y cho cá trước rồi mới phóng sanh. Con làm như vậy nhưng con thắc mắc, thả cá mà phải rước thầy tụng kinh quy y cho cá, điều có đó có đúng trong đạo Phật không? Cái này tự mình phát minh chứ không có trong đạo Phật. Nhưng mà nó không phải là nó xấu, tức là mình có tâm lành. Con cá theo quan niệm của mình là nó do nghiệp, nó trở thành, nó tái sinh làm súc sinh. Bây giờ mình có duyên mình mua nó, mình phóng sinh thôi, thì mình nên đem cái tâm thiện lành đó mình chú nguyện cho nó, để cho nó lại may mắn là nó thoát được rồi, nó cũng siêu thoát cái kiếp, hoặc nó nghe, nó hiểu, nó ăn năn cái tội lỗi, nó hối hận, nó phát tâm, nó tiến hóa, điều đó tốt. Nhưng mà không cần thầy, mình làm cũng được. Ví dụ bây giờ, nhưng mà không có đi ra chợ dặn nha. Ngày mai tôi cần 300 con chim nha. Mình dặn như vậy là mình đi kêu người ta bắt. Đúng nghĩa phóng sanh là thấy đâu thả đó, chứ không có dặn dò gì hết. Cái thứ hai, mình đủ khả năng để chú nguyện cho nó. Thí dụ hôm nay tôi đủ duyên lành để mua các vị để thả cho các vị tự do. Các vị nên nhớ rằng đời trước các vị bất thiện, cho nên đời này thọ thân không lành. Thôi thì ráng nương điều thiện, Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nương chánh pháp chuyển hóa tu hành,
để mình thoát kiếp khổ đau, sống mà trên dao dưới thớt của người khác. Nói vậy xong rồi tự tâm mình niệm Phật thả, nó mừng dữ lắm, nó mừng dữ lắm, nó nói bà này tụng kinh ít. Mình đem 200 con chim lên chùa, gặp ngay lúc chùa không có thầy, thầy ổng đi đâu chờ hoài, chờ quỷ, thầy ổng về tới, gì đó con, dạ thầy chú nguyện giùm con, ổng nói để thầy vô thầy nghỉ ngơi một chút, uống nước rửa mặt đồ ra, thầy phúng đâu mấy cái, thầy tụng đâu mấy câu, mở ra hết 10 con chết, phóng sanh đâu chưa thấy mà 10 con nó ngủm củ tỏi rồi. Cho nên không cần làm việc đó, không cần. Mình có tâm phóng sanh là cái tâm mình phải phóng khoáng. Mình có tâm tha cho người ta tự do thì cứ làm việc đó mà không bắt người ta phải chịu cực hình với mình. Nè, tôi sẽ cho ăn nhưng mà ngồi lại đây để tôi giảng cho nghe. Anh đó nha. Thế này thế kia, rồi đó ăn đi rồi đi. Cái của làm phước á, nó không bằng cái cách mình làm phước. Của cho đó, nó không bằng cái cách cho. Cái cách mình cho nó quan trọng lắm. Ngay khi mình là Phật tử trong chùa mà mình service cho Phật tử khác tới, ghi danh cho người ta dự khóa tu, dẫn người ta vô phòng để nhận phòng dự khóa tu, phát cho người ta cơm nước gì người ta dùng, tất nhất nhất phải làm bằng từ cái tâm muốn kiếm phước. Còn không á, việc thì thấy phước mà cách của mình làm hồi nó mất phước. Mình không làm cho người ta nhẹ nhàng mà còn làm cho người ta tăng trưởng cái bất thiện trong lòng. Tôi tưởng đâu á, trong chùa toàn là Bồ Tát công quả, ai tò ai nhờ đâu, tò ông Tiêu không, diện nhiên đại sĩ không, thế nó uổng đi. Cho nên của cho không bằng cách cho, của làm phước không bằng cách tạo phước. Mà muốn tạo phước á, xưa đại chúng Pháp Hòa hay ví dụ vậy nè, nếu mình mở cái vòi nước có ào ào thì chuyện đó bình thường, không chừng á, mở lớn quá gì nghĩ nó dư nước á, mở mạnh nước nó văng. Nhưng hôm nào cái vòi nước mà nó không có nước, nó chỉ nhỏ rỉ rả đó, thì mình sẽ đem cái này vô mình hứng, mở nhỏ nhỏ hứng, không văng giọt nào. Còn mình ỷ mình có nước lớn, mình mở một cái nó cũng vô cái ly vậy, nhưng mà mở một cái nước nó văng ra. Cẩn thận cái đó. Đôi khi mình phải nghĩ mình đang mở nước nhỏ nhỏ, cho nên việc làm của mình, hành động lời nói, mỗi mỗi đều là phước, không rơi rớt một giọt nào. Còn mình nghĩ mình là một Phật tử gì đó, mình đặc biệt gì đó, mình làm cái việc gì đó cao lớn lắm, mở ra một cái nước nó văng tứ tung, ở trong chén cũng có nhưng mà rớt ra ngoài cũng rất nhiều. Thôi nhiều đó đủ rồi.